thay lót chuồng cho các bé bia ha. Hôm nay thì cô sẽ thay lót chuồng cho mấy bé bia xù nhà cô ha. Dòng bia nó rất là to con và lông của nó thì khá là dài nhưng cũng ít rối á. Thì ở đây cô sẽ sử dụng mùng để lót cho các bé ha. Vì là cái dòng to con á nên chúng ta lót cát sang thì sẽ gây ra rất là nhiều bụi ảnh hưởng đến đường hô hấp của bé ha. Nên ở đây thì cô sẽ dùng mùng cưa. Mùng cưa cô dùng là mùng của hãng Jolly ha. Hãng này thì cũng rất ít bụi, mảnh thì rất to và có độ cứng vừa phải ha. Và mùa này cũng khá là nóng nên chúng ta sẽ lót một lớp mỏng thôi ha. Với khí hậu nước ta nóng nên lót mỏng và thay thường xuyên sẽ giúp cho các bé có một môi trường sống trong lành, ít bị bệnh, nhất là bệnh nấm. Bệnh nấm thì khi đã bị bệnh thì rất là khó trị, cho nên chúng ta hạn chế cho các bé không bị bệnh ha. Và cho thêm một cái queo chạy. Cái queo chạy ở đây cô dùng là queo 21 cm của Jinsi ha. Cho các bé cái queo lớn như thế này thì các bé sẽ chạy một cách thoải mái, không bị cong lưng ha. Và cho thêm một cái nhà ngủ. Cái nhà ngủ này rất là to luôn á. Con nhà ngủ này là nhà ngủ xứ súng, là loại lớn nhất luôn ha. Chiều ngang nó tới 23 cm luôn á, rất to. Và mùa lạnh thì có thể chứa lên tới 10 bé luôn á. Và cho thêm một hoặc hai cái queo chạy đứng loại 15 cm nữa để cho các bé không giành nhau á. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cho thêm bình nước. Bình nước thì không thể thiếu cho các bé ha. Ta có thể để một hoặc hai bình cho các bé tùy theo điều kiện và kinh tế của mỗi một gia đình mà chúng ta có thể đầu tư cho bé ha.